Với lại con thấy là mình sống ở đây, không biết là cô chú mình có dự định như mình chuyển ra chỗ nào cho nó cảm giác nó an toàn xíu được không? Dạ có chứ, cái nguyện vọng là cũng trả được cái mái nhà, phải an cư đi rồi mới lập nghiệp được. Nhưng mà bây giờ tới cái tuổi mình gần đất xa trời này rồi thì hầu như cái mơ ước của nó thấy nó mình hoặc quá, thành nữ ra rồi chú cũng mơ ước có cái nơi ăn sống ở cho nó yên bình đó, để giấc ngủ mình cho được tròn vậy đó. Nhưng mà không không được, không không có. Dạ, và lời nói đầu tiên cho Vinh Tân Hồng xin gửi đến quý khán giả một lời chào và chúc quý khán giả mình có một buổi trưa thật là vui vẻ và luôn luôn thành và luôn luôn thành công trong cuộc sống nha. Dạ, thì Vinh có nhận một cuộc gọi của một bà chị là nói là có một trường hợp là cô với chú là sống ở dưới gầm cầu nghe cả nhà. Thì bây giờ là Vinh tới nhưng mà cô chú chưa có hay. Bây giờ Vinh sẽ ở đây quay chút xíu cho xem. Đây là cái nơi sống của cô với chú nha cả nhà. Vào bất ngờ luôn nghe cả nhà, chứ không phải là vào bình thường. Con chào cô. Dạ. Gì cậu? Dạ, quý khán giả thì Minh sẽ quay lại một lần nữa cái nơi của cô chú sống ở đây nha cả nhà. Thì đây là dưới cây cầu, nằm ở dưới chân cầu nha cả nhà. Mà cái đá trên đây là cây cầu nha cả nhà. Đó. Đó, cô chú là sống ở dưới đây ha. Thì xe lớn này kia chạy qua rất là nhiều nên tiếng ồn cũng rất là nhiều. Cô chú thì nói chung là cũng đã già cả rồi, thì với lại cái tiếng ồn như vậy á, cô chú này kia này rất là khó ngủ ha. Dạ, con chào chú nha. Dạ. Đây là chỗ của mình đó hả cho cô chú? Dạ. Dạ. Cậu vô ngồi nghỉ cậu. Dạ. Mới đi trị bệnh mới về thì đây. Dạ, con Đi xin phép nằm. con vô nha. Dạ, đi nằm giường. Dạ. Tao có lấy tiền. Chú đang ăn cơm hả? Dạ. Dạ, chú đang ăn cơm. Dạ. Dạ. Dạ chú ăn cơm đi, chú ăn cơm đi. Rồi được rồi, để cho chú ấy. Ngồi Dạ. rỗng lại. Dạ thôi thôi chú ngồi đi, con ngồi đâu cũng được mà con giải rồi. Ngồi lại Dạ đi, dạ. rỗng đi. Dạ Dạ chú. để. Dạ chú ăn đi, ăn Để đi. hành nước cậu Được uống. rồi được rồi chú Dạ ơi, thôi 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 làm nước cho chú thôi Vinh uống. thôi đi sao đâu. Dạ 2 vợ chồng mới đi nằm giường, giờ vừa chi ra game á, nằm hả? giường chi ra game á, Tao có lấy bị tiền. tôi bị nhồi máu cơ tim và bị tiểu đường. Khổ quá cậu Trời ơi, ơi cũng với khổ con nè người chú ông Vinh không có ơi, mặt nữa. thuốc nè nạm không. Dạ. Thì bữa nay con có vô đây gọi là bất ngờ. Dạ. Thì bữa là có bà chị á gọi cho con. Dạ. Coi Zalo trên Dạ. Dạ, gọi có gọi cho con là nói cô chú sống ở dưới gầm cầu như thế này thì Dạ. con cũng ấy con Ba mươi mấy tìm năm hiểu. chú Vinh ơi. Dạ. Thôi bây giờ cô chú ngồi xuống đây nói chuyện với con tí để tâm sự cho quý khán giả được biết ha. Dạ. Dạ con chào cô chú nha. Dạ. Dạ thì chú ơi, như chú có thể chia sẻ là như là chú tên gì ạ? Chú tên Nhan Văn Khoắn, Út gọi là Út Khoắn. Dạ, vợ con cô. Dạ Lê Thị Nâu. Dạ, năm nay cô chú bao nhiêu tuổi rồi? À, bà thì 64 tuổi, còn chú thì 72 tuổi rồi. Dạ. Ủa sao cho con hỏi là tại sao mình lại sống ở dưới này vậy chú? Bị thời gian chú người dân ở Tiền Giang. Dạ. Nhưng mà cách đây 30 mấy năm rồi, 32 năm rồi, từ Dạ. Tiền Giang chú lên đây đã lập nghiệp, Dạ. không có nhà cửa gì ở dứt, thành thử ra chú ở tạm tá túc với gầm cầu, rồi chú ở dưới gầm cầu tính tới năm nay nữa là 32 năm rồi đó. Chú cô với chú sống tại đây ở dưới Dạ gầm cầu lại này đây. đã dạ 32 năm. dạ 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 Trời ơi đâu Không tin hỏi cô bác ở dưới này. con đi xác nhận là khu phố luôn, lại đằng khu phố lặng luôn,
Dạ. Chắc dẫn bà con lối xóm vòng vòng đây đi. Ừ, 30 mấy năm luôn. À, mình sống gầm cầu như thế này. Dưới gầm cầu. Cầu dạ. Bệnh người ông đâu có mập. Dạ. Cách với lại. Mập bỏ. Dạ. Trong ngày nào mừng ngày đó. Dạ. Với lại cho con hỏi là mình ngủ ở dưới đây á, rồi xe cộ nó chạy ở trên rồi làm sao mình ngủ được? Tôi nói với chú thế này nè, bắt đầu từ 9-10 giờ đêm mà cho tới 2-3 giờ sáng là cứ đùng như vậy hoài. Rồi rồi đang ngủ, giật mình bắt ngồi dậy, đùng cầu bị dột. Bị mưa dột luôn. Theo mấy cái lằn kẽ, mấy cái lằn tháp này nè chú. Cái này như mấy cái lằn tháp lại nè, mấy cái tháp lại á là giờ nó vẫn có nước nhiễu xuống đây không? Nó nhiễu xuống nó dột. Nó trời mưa thì dột xuống đây còn. Vô lúc ngủ mà lấy thau mà đựng nước. Trời ơi, thau đựng nước mưa. Nó thiệt chú thương. Dạ. Mình sống ở đây đã 32 năm. Dạ, 32 năm. Trời ơi, sao mà sống sao cô chú khổ gì. Đã 32 năm rồi, mình phải nương náu ở dưới gầm cầu như thế này. Nương náu dưới gầm cầu. Với lại là cho con hỏi thêm là cũng như chú hiện tại thì cô với chú mình làm công việc gì ạ? Bây giờ nói tóm lại không có làm gì dứt luôn, bó tay luôn. Thì cấp trước thì nó ngay cũng có được chiếc xe bèo vàng chạy xe ôm một quạt. Năm 3.000, vài 3.000 thì cũng chạy đang kiếm tiền mua gạo sống. Mà cách trong được khoảng 5 năm ngoài từ khi dịch bệnh tới nay không chạy được một xu nào dứt, không chạy được một cách nào dứt. Đó, điển hình là chú thấy chú bước xuống đây chú dòm chú thấy không có ở án bên bất động, không có nhúc nhích cục cửa gì được hết á. Thành thử ra bó tay. Dạ, rồi như chú không có làm được cái gì hết, rồi như hôm nay rồi cô chú mình ăn uống này kia mình làm cách nào đó? Nhiều khi chiều ăn cơm sáng ăn cháo. Cứ vậy đó, sống qua ngày. Chứ bây giờ hầu như cái nguồn thu nhập thì không có một cái cách nào mà có được một chu một cách, không có luôn. Thì hồi nãy con có nghe là cô chú đang bị bệnh, là không biết là như chú bệnh gì, cô bệnh gì, mình có thể cãi chi tiết. Tôi bệnh máu, nhồi máu cơ tim, bị huyết áp. Còn bà thì bà bị tiểu đường. Có sổ khám bệnh kìa. Có sổ khám bệnh ở địa phương. Xe máy chạy ngang rung ghê luôn. Rung dữ lắm chú ơi. Bà tái nữa. Đó, bắt đầu từ 9-10 giờ đêm cho tới 2-3 giờ sáng là như vậy đó. Với lại cho con hỏi là khi cô chú mình sống ở dưới gầm cầu thì cô chú có lo sợ điều gì không? Dạ, phập phòng chứ. Tôi nói chú thế này nè, mình nghĩ là mình sống từ cái giấc ngủ cho tới cái miếng ăn, mình phập phòng lo sợ một mai thì không còn mạng. Không có còn mạng, đừng có nói dứt quá. Có thể nói là chết chứ không có sống gì nổi. Dạ. Nhưng mà nghèo quá rồi, phải liều, đánh liều chứ giờ sao chú? Rồi như hồi nãy con có nghe cô nói là chú đang cái túi mặt á. Dạ, túi mặt không có. Dạ, có giấy tờ đàng hoàng. Cắt bỏ mặt, không có mặt luôn. Mình cắt bỏ hả? Cắt bỏ. Bị mặt nó đóng sàn hết trơn rồi. Dạ. Đó là cắt bỏ túi mặt luôn. Dạ. Rồi như cái thời gian này á, chú thì cô chú này kia là bệnh hoạn mình không có làm được. Vậy cho con hỏi cái lúc mà thời gian trước á, như cái lúc mà chú chưa bệnh là cách đây bao nhiêu năm? Mười mấy, gần 20 năm rồi. Thời gian chú bị mổ mặt á, mổ cắt bỏ túi mặt á. Dạ. Còn bị bệnh á, mười mấy 20 năm rồi. Dạ. Cái lúc mà chú thất nghiệp là từ cái thời gian sau dịch tới giờ là chú không có làm được. Đúng ngay cái thời giờ điểm dịch. Thời điểm dịch. Chứ cái thời điểm trước á thì con nó chạy lắc cắt lục cục từng ngày cũng kiếm 50, vài 30. Mua gạo đồ này nọ sống. Rồi bắt đầu từ dịch cho tới nay là không có làm gì động, không có làm gì được hết trơn. Từ hôm nay tới giờ là phải, nếu mà chú ăn uống này kia, cô chú ăn uống này kia là phải bà con xung quanh giúp đỡ cho mình hả? Dạ, cũng có người bà con mạnh thường quân người ta cũng giúp cho gạo, cho nước mắm này nọ mà lây lất mà sống qua ngày. Ở xóm giềng người ta cũng cho chút đỉnh. Dạ, rồi như mà thì nói chung thì bà con xung quanh thì người ta giúp vật chất vậy thôi. Còn không biết là khi mà chú cô chú này kia bệnh ốm thì nói chung đây mình già rồi ốm đau này kia không biết giờ nào, không biết lúc đó thì tiền đâu cô chú đi trị bệnh này kia. Dạ, tiền bạc thì chắc là không có rồi. Thì sáng giờ cô chú mình ăn cơm chưa?
Dạ chưa, chưa sẵn là chú chú. Ủa con thấy là cơm mình có hộp hộp như vậy là mình xin cơm chay. Cơm từ thiện. Dạ dạ. Cô ăn cơm chưa con? Dạ chưa, chú ăn mới ăn. Cơm nội đi xin. Dạ. Ai ta xin cơm từ thiện của mình. Dạ. Chú dơ dơ màn ảnh giùm con. Dạ. Hay kính thưa quý vị khán giả, thì nói chung là cô chú xin cơm từ thiện này là lâu chưa? Dạ cứ người ta cứ theo cái ngày rằm mùng 1 thì người ta nấu từ thiện người ta cho. Ngày rằm mùng 1. Dạ. Dạ tới ngày đó là mình sẽ xin. Dạ. Cũng hơi chịu hao xíu để mình ăn đúng không? Dạ dạ. Dạ dạ. Thì có đồ xào với vài miếng tàu hũ này kia nghe cả nhà. Thì cô chú là ăn như vậy ha, thì một tháng thì tầm chắc cũng được mấy ngày, hai ngày. Dạ. Ngày rằm với ngày mùng 1. Dạ thì bữa nay con đến đây thì cũng có cái duyên, con cho con gửi một chút tấm lòng nhỏ của con ha. Dạ, dạ, dạ. Không có nhiều nhưng mà cũng cô chú cũng mua được vài ký gạo để ăn nha. Cô chú cảm ơn. Dạ cũng mua được vài ký gạo để cô chú xây sở ngày nào qua được ngày đó ha. Dạ, dạ. Cảm ơn chú Vinh. Dạ. Với lại con thấy là mình sống ở đây không biết là cô chú mình có dự định như mình chuyển cái chỗ nào cho nó cảm giác nó an toàn xíu được không? Dạ có chứ, cái nguyện vọng là cũng sẽ được cái mái nhà, phải an cư đi rồi mới lập nghiệp được. Nhưng mà bây giờ tới cái tuổi mình gần đất xa trời này rồi thì hầu như cái mơ ước của nó thấy cái bộ nó quyền quặc quá, thành thử ra rồi chú cũng mơ ước có cái nơi ăn chúng ở cho nó yên bình. Yeah. Đó, để giấc ngủ mình cho được tròn vậy đó, nhưng mà không được, không có hoàn cảnh đưa đẩy, không có. Dạ. Yeah. Là chú đã lên đây 32 năm. Dạ, yeah, 32 năm. 32 năm mà mình phải sống ở dưới gầm cầu như thế. Dạ, dạ. Thời điểm trước á, sở dĩ mà sống qua ngày được á, nhờ con cái là bả đi gánh nước mướn, bả đi giặt đồ mướn cho người ta. Yeah. Đó, vui thì còn quậy quẹt rồi xe ôm rồi đã cắt được cụp chiếc xe cùi đó, xe cà tàn đó. Yeah. Quậy quạt rồi chút đỉnh ngày đôi 30 ngàn sống qua ngày. Từ cái lúc mà có thể nói dài 3 năm trở về sau này hầu như là không ai mướn gì dứt, bả làm cũng không nổi, bệnh thì hầu như là cứ sáng bệnh chiều đau rồi cứ như vậy hoài luôn. Cái bệnh tiểu đường nó kéo dài như vậy đó. Yeah. Rồi thì chống đến độ không có thuốc, bả nằm một chỗ luôn, rồi nhiều lúc không có thuốc uống, rồi chịu bó tay, kêu sức tiền ra mua, tiền đâu mua. Dạ. Mà nhín nhúc mà uống mà sống. Dạ. Còn như người con trai lớn của chú là hôm nay có về thăm cô chú này kia không? Hôm 30 tháng 4 thì có về được một lần, cho được 1,5 triệu. Rồi bắt đầu trở lên là hầu như con ăn việc làm mà như bế tắc luôn, không có làm gì được luôn. Lúc trước, lúc trước cái đó là theo dịp lễ như vậy là cho được 1,5 triệu hả? Dạ, nguyên năm à. Nguyên một năm đó. Nguyên năm thì 1,5 triệu. Bởi vậy. Trời ơi, nguyên một năm mà có 1,5 triệu làm sao bởi mà vậy. Cô chú mà sống. Mà trong lúc chú phải nuôi con đó nữa, cái thằng hồi nãy là con đó đó. 1,5 triệu trên một năm mà cô chú phải nuôi thêm một người nữa. Dạ, thêm một người đó. Cháu nữa. Ngoài ngoại thì nó 3-4 đứa ngoài ngoại rồi nó nhà trọ rồi ngoài nữa đó, thành ba ở chảnh là hiện tại giờ anh ở chảnh là thêm 3-4 người con nữa. 3-4 người con. Ba đứa nữa hả? Dạ. Trời ơi, rồi thất nghiệp là không được, phải bởi vậy con thì đông nữa thì nội lo tiền cho con ăn không là làm sao có đủ khả năng mà để đưa về đây mà trợ cấp cho cha mẹ. Rồi đâu như có đứa nào biết chữ đâu cậu, không có chữ. Dốt hết trơn à. Là anh với chị là không có ai được đi học hết chứ. Không được đi học hết trơn luôn, hết trơn luôn. Trời ơi. Nó thành đặc với chú thương luôn. Dạ. Thì không biết bữa nay như cơm, gạo, đường, muối này kia của chú, cô chú còn hay không? Trời ơi, nó láng trách hết trơn à chú ơi. Không có luôn. Phải chưa ai cho chứ hả chú? Chưa ai cho hết trơn. Dạ. Thỉnh thoảng là có 1 tháng là 1,5 tháng, 2 tháng người ta mới cho 1 lần.
chứ đâu có mà hàng bữa mà người ta cho đâu. Rồi cho rồi ráng gói ghém, ví dụ là sáng ăn cháo đi rồi chiều ăn cơm, rồi ăn sáng ăn cơm đi rồi chiều ăn cháo, nó cứ vậy á, sống qua ngày. Ơi rồi về ăn uống vậy giờ rồi cô chú già cả mà ăn uống như vậy rồi làm sao mà có sức khỏe được? Không có sức khỏe nếu mình ăn uống không đủ á, thì đâm ra bệnh nó vướng vô cơ thể mình rất là nhiều. Rồi thì con chỉ lại đây cũng như là nhờ chị Phúc có gọi là nói cái tình trạng của cô chú như vậy. Thì hồi nãy con lại đây nói chung là con cũng quay ở ngoài, con cũng không có cho cô chú hay. Con có quay ở ngoài để con vô bất ngờ để cho khán giả được biết là cái hiện thực nó 100% là sự thật. Con từ ngoài con đi vô thì khi mà con vô á, nãy con tưởng là ở bên cái góc cầu bên kia, con ghé bên kia, nhưng con nhìn bển không có, nhìn qua bên đây con thấy mà nó tựa, nói chung là mình cái chỗ ở mình nó như là một cái chòi vậy đó, mình che tạm bợ vậy thôi là con nói rồi đây rồi. Thôi con chạy qua đây, con vô thì con nói thật bất ngờ luôn. Cô chú có thể mà sống ở dưới gầm cầu này 32 năm. 32 năm rồi. Đúng rồi, tiếng ồn này kia xe cộ qua lại. Tại vì theo con nghĩ người già thì cái giấc ngủ á nó rất là khó khăn. Mà còn thêm phải ồn, nó rất là ồn luôn. Nơi yên tĩnh. Đúng rồi, rất là ồn như vậy luôn. Không biết là cuộc sống cô chú phải cơ cực tất cả nào. Cô nói với cô ăn miếng cơm đi cô. Để chút mấy ăn cơm. Rồi với lại cho con hỏi thêm là như là không biết là chú có mấy người con? Chú có tổng cộng là 2 đứa con. Thằng lớn thì hiện tại bây giờ nó cũng đang thất nghiệp ở Bình Dương. Nó cũng đi lái xe ủi đất, xe lưu của cho người ta, nhưng mà bây giờ ta không muốn nữa. Thu nhập cũng không có, thất thu luôn. Còn con nhỏ con gái thì nó thu mua phế liệu, đi mua dây chai Long Vĩnh kéo xe đi mua. Mà nó mua cũng ế, bây giờ mua cũng không có luôn. Giờ bỏ tay. Thu mua đồ mũ. Thu mua đồ mũ. Không biết là cuộc sống của người con gái của chú rồi như thế nào? Cũng vất vả dữ lắm chú ơi. Sáng cơm chiều cháo. Mà thậm chí tiền nhà đó, người ta cứ nẹo, người ta đòi hàng ngày luôn. Vậy là hàng lần là còn đang thiếu tiền nhà của người ta nữa hả? Đi đang thiếu tiền nhà của người ta nữa. Dạ. Trời ơi. Rồi người con trai, thưa cả nhà, người con trai thì cũng đang là thất nghiệp ở Bình Dương. Công việc làm thì không có. Thì hiện tại thì nói chung ở những khu công nghiệp hiện tại bây giờ thì tình trạng thất nghiệp đang rất là nhiều nha cả nhà. Đúng rồi đó. Còn người con gái của chú thì trong này là công việc chính là đi mua phế liệu. Nhưng bây giờ cũng không có làm được cái gì. Không có mức thu nhập luôn. Không có thu nhập gì hết. Nhưng mà nhà cửa thì cũng không có là phải đi mướn. Phải đi mướn. Mà còn phải thiếu tiền nhà. Thiếu tiền nhà người ta nữa. Thì phần con cái thì không biết là anh với chị này kia có gửi tiền này kia để phụ giúp cho cô với chú trang trải cuộc sống này kia không? Thì theo cái vấn đề mà cái cuộc sống hàng ngày của nó còn vất vả, mà nó còn phải lo cho con gia đình nó nữa, thành thử ra nó làm ăn thì không có được, mức thu nhập không có, thành thử ra thậm chí đến độ nó đói luôn nữa, nó đói luôn. Rồi có đâu mà nó gửi cho mình đó, nó khổ như vậy đó. Cũng nghĩ thương cho con là cô với chú phải bóp bụng là ngày phải nào sáng cơm chiều cháo. Ngày nào tính đói đó. Ăn rau đau uống thuốc đó, vậy đó. Thì kính thưa quý khán giả, thì qua video clip này quý khán giả có thể là nhìn thấy được cái chân thực 100% cái cuộc sống của cô chú Vinh quay bất ngờ từ ngoài đi vô đến hiện thực như thế nào. Cô chú anh chị có thể là nhìn thấy được qua video này. Nếu cô chú anh chị mà thấy có thương cho cô chú ở đây thì cứ liên hệ Vinh. Vinh sẽ cố gắng là người chuyển giao niềm tin của cô chú anh chị đang xem video này đến chú tên gì? Là chú Út Khoắn. Út Khoắn và cô gì có? Cô Nâu. Cô Nâu, Út, chú Út Khoắn và cô Nâu ha. Dạ. Thì mọi người nếu mà quan tâm tới cô chú thì có thể là liên hệ Vinh. Vinh có để số điện thoại trong phần mô tả.
hoặc là mọi người có thể số điện thoại của Vinh có để chạy ở trên màn hình đó, mọi người cô chú quý khán giả có thể là liên hệ Vinh lấy số đó, kết bạn Zalo gọi trực tiếp cũng được để tìm hiểu thêm về chú Khoắn và cô Nâu nha. Rồi video clip này Vinh xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã xem video này của Vinh. Mong quý khán giả cũng như là những clip thiện nguyện như thế này, rất mong quý khán giả là xem thiệt là nhiều. Nói chung quý khán giả không cần giúp cái gì hết cũng được, nhưng mà chỉ cần quý khán giả mình xem video clip này nó thiệt nhiều lên thì nói chung là lúc đó là Vinh sẽ là người tự giúp cho cô chú. Vinh sẽ trích ra một mớ, nói chung là một tấm lòng nhỏ thôi chứ không phải là gọi là nhiều, cũng giúp cô chú được 5-3 kg gạo nha cả nhà. Cả nhà nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video này lên mạng xã hội ha. Rồi hẹn quý khán giả những video tiếp theo ạ. Dạ cô chú chào quý khán giả kìa. Dạ xin kính chào quý khán giả. Dạ dạ dạ. Dạ con chào cô chú nha. Dạ.